Hello, xin chào tất cả anh em, đã trở lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Tiếp tục là một chuyến đi rừng sen phôi Hải Châu của mình nè anh em ơi. Hải Châu là nhỏ Bình Định nha. Hôm nay mình đi cũng một mình thôi. Tiếp tục quay lại cái địa điểm cũ ha. Nay trời mưa nên là nó muỗi rất là nhiều anh em ơi. Chỗ mình thì sáng nắng chiều mưa ha. Bữa giờ mấy bữa liên tục luôn. Bắt đầu vô mùa mưa rồi đó anh em ơi. Mình thì đi ít đợt Hải Châu nữa, chắc là mình cũng đi sim nha. Mình đi sim về giao lưu anh em nha. Này anh em cũng hỏi sim rất là nhiều. Này thì Hải Châu về còn trụ điện không anh em ơi. Mình lấy cây trụ điện đây, mình được cái rỡ nó hơi quái quái này anh em ơi. Giờ toàn Hải Châu thì chỗ này chỉ có cây cỡ này trở xuống không anh em ơi. To hơn con cái cánh vậy á. Trở xuống không à. Mà toàn là tánh tánh không à. Đất lượng không có nha. Đào xuống dưới thì hên xui thôi. Ra cái rỡ quái thì nó đỡ thôi anh em ơi. Đây lá nó nè anh em ơi. Hải Châu lá nhỏ Bình Định nha. Lá cũng rất là đẹp luôn. Nhỏ bóng ha. Còn anh em mà về trồng cây phôi á, mà sao bảo ra sao lá to dữ. Tại vì lá to thôi là. Thứ nhất là anh em trồng nó mới ra cái tuột đầu tiên á, là lá bắt buộc nó phải to nha anh em. Tại anh em xài phân thuốc với lại cái sự kích thích của nó nên là nó phải ra lá to thôi. Sau này nó đi hết nước 2 nước 3, nó đi tuột 2 tuột 3 là nó sẽ nhỏ lại nè. Với anh em phản ánh là nó sẽ nhỏ lại nha anh em ơi. Chứ không phải là bảo sao lá nhỏ mà anh em lại là lá trung lá lớn hay. Đó là anh em trồng không có nhiều á. Chứ anh em trồng nhiều sẽ biết hay. Không phải lá lớn đâu nha. Đó. Cái này mình đào xuống dưới nó không có gì đặc sắc hết, trụ điện thôi. Mà giờ nó lên cái chân rỡ cũng ok. Mình quay lên đây thì mình coi mấy cây đẹp mình quay cho anh em coi nha. Cây to ấy. Giờ toàn cây gì cỡ đây trôi xuống không à. Mấy được đâu 2-3 cây nó trọng trọng đây nè. Chứ toàn nhỏ nhỏ không anh em ơi. Nên là cũng không muốn quay, với lại mình quay thì đỡ đặt máy quay nó khó lắm anh em. Cái núi này nó hơi dốc á, với lại mũi nó cắn dã man luôn, mũi thôi rồi luôn anh em ơi. Thật sự là mình cố gắng hết sức, là mình cố gắng là mình quay những cái clip cho anh em coi, chia sẻ để anh em đam mê, tạo động lực để anh em đam mê thôi. Mình cũng cố gắng là anh em xem ủng hộ thì đó là cái niềm vui của mình nè. Nên là mình cũng sẽ cố gắng là cái chỗ nào dở thì mình sẽ quay cho anh em coi nha. Chứ không phải là mình không muốn quay đâu. Còn anh em mà giao lưu phôi của mình thì bảo đảm 100% là chuẩn hàng nha. Lá nhỏ nha. Còn cây nào lá lớn thì mình chỉ lấy những cây to như cái mình hay bắp dớ rồi, cây đẹp cây rút nha. Chứ còn ba cây nhỏ nhỏ chút vậy không bao giờ mình lấy lá lớn nha. Cũng không bao giờ mà bán lá nhỏ mà kêu thành lá lớn đâu nha anh em. Bảo đảm chuẩn hàng cây khai thác nha anh em ơi. Đó. Anh em xem thì có thể là mình lên coi thì không phải coi nào mình cũng quay hết đây. Có coi mình quay, ví dụ nó ở chỗ dở thì mình quay cho anh em coi hay, quay lá hết cho anh em. Sau này thì nhìn thấy lá nó là anh em biết được coi lá nhỏ hay lá lớn, mà lá nó đẹp hay không luôn. Cái nào vậy được là mình quay hết đó anh em ơi. Quay một phần là đam mê, với lại là chia sẻ mình cho anh em có theo dõi kênh của mình, nó có mà động lực mà đam mê, với lại cái niềm vui cây cảnh anh em. Nói vậy cho đi riết lâu nó quen anh em. Lại với lại mình thích. Thứ nhất là có kiếm được cái thu nhập đồng ra đồng vô anh em. Thứ hai là có thể mình thỏa sức là sau này mình có coi đó mà mình sáng tạo mình chơi ấy. Với lại trái Hải Châu nó cũng đẹp anh em. Mình thì cũng rất là thích bông trái Hải Châu. Thứ nhất là nó ra rất là nhiều đợt, mà nó ở trên coi nó cũng rất là lâu, nó cũng kiểu như xăm trái vậy anh em. Mà trái nó ăn được nha. Anh em có thể ngâm rượu cũng được luôn nha. Mùa này thì bây giờ là hết mùa trái nó rồi nè. Tại vô mùa mưa thì nó không có đọt trái được nữa đâu anh em ơi. Mấy cây về mình chắc mình lấy cốt, mình lấy cũ thôi, không có lấy tông cao nha. Thì cũng không à, chủ yếu lấy cũ như là coi chân rỡ nó đỡ, nó đi cái đớ ok mình chơi nha. về nuôi lại ấy. Cố gắng là mình sẽ lấy bầu nữa mà về giao lưu với anh em, cho anh em chồng cho vợ sống nha. Anh em nào mới tập chơi thì có thể liên hệ số điện thoại mình đây. Cho dù anh em mua phôi ở đâu hay là anh em chưa biết trồng cây phôi gì cũng vậy, cứ liên hệ ấy. Kinh nghiệm của mình thì nói chung là không có hơn ai đâu, nhưng mà mình biết cái gì thì mình chia sẻ hết cho anh em nè. Để anh em mà mua phôi hay có đào một cái cây phôi ở đồng gì ha, trồng cho nó sống á, để còn đam mê anh em ơi. Chứ mà trồng cây phôi gì mà nó chết là nản lắm. Nói chung phôi mà trồng chết là nản lắm anh em ơi. Mình thì cũng cố gắng hết sức là cái gì biết là giao lưu chia sẻ cho anh em hết, chứ không có đỡ chi hết nha anh em. Tại ví dụ anh em trồng sống rồi anh em chia sẻ gửi lại, mình cảm thấy rất là vui luôn. Tại mình làm một cái điều chia sẻ giúp ích được họ, nên mình cảm thấy rất là vui luôn. Chia sẻ đam mê mà. Chỗ mình thì Hải Châu người ta cũng nói rất là nhiều luôn. Giờ nó càng ngày nó càng cạn rồi, không còn nhiều như 2-3 năm trước nữa. Cái này nó rất là sốt Hải Châu luôn á, nên là người ta lái hết à. Mình thì cũng lái cũng được một mớ. Nói chung đam mê mà mình lấy thì cũng 2-3 năm nay thì nó cũng được một mớ. Giường thì cũng có cây để mà chơi tạm thôi anh em, còn cây to thì mình bán với lại trong giường nhà người ta hết à. Nói chung là cây thì không có nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ chơi thôi anh em, cho vì đam mê thôi. Còn anh em mà đi lấy phôi thì cũng nên chuẩn bị kỹ ha, bên keo này, nhất là cái bên keo đó anh em. Lấy cây phôi xong dính đất thì anh em bỏ lại ha, bó lại cho nó về sau này nó trồng cho nó dễ sống nha. Đây lá nó nè anh em, cái này lá dưới nè, để mình kéo lá trên đột ra coi đó. Nó nứt sâu nên là lá nó cũng vẫn to bình thường nha anh em. Còn lá trên đột là có nắng là nó sẽ côn lá lại và nó nhỏ nha. Đó. Lá cũng rất là đẹp luôn nha. Lá bầu dài nha, không có gai nha anh em. Cây này thì cây núi nó cũng đang ra bông ra trái này. Mưa nên là nó đậu trái ít lắm anh em ơi. Đây nè, thấy một chùm bông mà nó chỉ ra được có 1 trái 2 trái thôi. Đó. Đó. Nãy giờ thì lên thì được 2 cây rồi anh em ơi, 2 cây thôi. Đó. Thành quả nguyên một ngày của mình nè anh em. Giờ 3 giờ rồi, ra đây ngầu, giờ ngầu trong đó mũi khén quá, chịu không nấu. Giờ mình xuống núi mình về nha. Đi có một mình là rất là buồn luôn. Đó, hành trang của mình. Anh em nào có đi phôi gần mình thì có thể là anh em đi chơi cho vui nha, ăn bánh ngọt thôi. Nói chung là đam mê là mình cố gắng thôi anh em ơi. Toàn cái cây chân rỡ với thanh không anh em ơi, không có cây đẹp. Chung là gặp thì mình đi mình lấy về mình giao lưu với anh em, 50-100 cho anh em lấy về chơi ha, 100-200 ngàn ha. Nhưng mà mấy cây nhỏ vậy mới cho mới hay ha, anh em ơi. Mèo bông mèo trái nha anh em, nhỏ vậy mà hay ha, anh em ơi. Mèo bông mèo trái. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Nhớ chia sẻ giúp mình nha, để mà nhiều người biết đến kênh của mình hơn nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye. Mình cũng xuống núi thôi anh em ơi.